bây giờ Hương sẽ đi chợ nha mọi người. Hôm nay là mùng 5 tháng 5 nè, đang đi trên đường đi chợ nè. Hôm nay chợ khá là đông người luôn á, tại vì hôm nay mùng 5 tháng 5 nè, người ta cúng giống như là Tết luôn á. Ông nội luôn thì cây ô sầu riêng. Này là bánh ướt ở Hương nè, bánh ướt mà ta tha nhị rồi lên. Cái gì? Dâu xanh nè, dâu ngọt lắm. Dâu nó ngọt lắm chị chứ. Lấy xôi nữa cô, lấy mọi thứ một miếng đi. Vì nó đây mọi người, cái đám lá lốt tôi kinh khủng luôn á, tại vì mấy ngày hôm nay trời mưa này, cho nên là rau nó nói chung là nó có chút nước, cho nên là nó khá tươi luôn. Hôm nào Hương sẽ mua thịt bò về Hương cuốn lá lốt ăn thôi. Còn cái này là bí đỏ nè, bí đỏ đang lên luôn, vàng mồng tơi, mồng tơi nó cũng muốn ấy rồi, muốn hết luôn rồi, tại mùa nắng cho nên là cũng ít trồng lắm. Đây là mọi người đang định làm gà để cuốn lá mơ. Này gà cổ đá nên là ăn dai ngon lắm. Đây này, bây giờ ba Hương đang thui cái lông gà nè. Tại vì gà cổ đá cho nên là cái chân lông của nó dày lắm, mình phải thui như vậy là nó mới sạch hết phần lông. Con gà này nó ôm nhơm mà. Cái lỗ chân lông mà nó to. Gà lát nữa mình sẽ làm hai món nha. Mình sẽ lấy cái phần xương ra mình nấu canh gà lá yến nha. Cái canh gà lá yến này là cái món mà khá là nổi tiếng ở Phú Yên luôn á. Có chuẩn bị sẵn rau nè. Cái này là măng nhà nha. Ở thôn thì đa số măng nhà thôi chứ không có măng rừng. Giờ mình lột măng ra. Măng này còn nhỏ quá. Còn măng nhỏ. Xanh gà lá yến thì có một tí xíu măng như vậy, nó có cái vị nhân nhân nó mới ngon nè. Mọi người bây giờ Hương sẽ ra coi thử ba Hương làm gì nha. Tại vì mới thui xong con gà á, cho nên là chắc là bây giờ ba Hương sẽ làm sạch cái phần lông của nó luôn á. Này mọi người nhìn thấy xanh mát không? Khá là nắng luôn á, bây giờ đang nắng nè. Cái dàn ổ qua phía sau Hương nè, khá tốt luôn. Thui xong nhìn cái da con gà đang thui à.
Này lát nữa mình lấy cái phần đùi. Cái phần đùi nó sẽ cuốn lá mơ nha. Tại vì gà cổ đá cuốn lá mơ chấm mắm nêm ngon á. Con này cỡ mấy ký không bà? Chắc nhỏ này, con này chắc cỡ tầm ký mấy, 2 ký. Bây giờ Hương sẽ đi hái lá mơ nha. Đây mọi người, khá là nhiều luôn á. Khá là tốt luôn nè. Đây nè. Đó. Bây giờ Hương sẽ lặt lá ý nha, tại vì mọi người biết sao, đang phân vân là không biết là xào sẽ ớt hay là mình sẽ cuốn lá mơ. Tại con gà nó hơi ốm. Bây giờ Hương lặt cái lá ý này trước để mình nấu canh ý trước ạ. Mọi người bây giờ Hương sẽ đâm muối ý nha. Hương xin lỗi nha, bây giờ Hương sẽ đâm muối ớt xin. Để lát nữa rồi mình cho vô trong cái nồi canh gà lá ý á, ăn cho nó ngon á. Phải đâm nhuyễn như vậy ăn nó mới ngon. Hương bỏ một muỗng cà phê muối nha. Một muỗng cà phê bột ngọt với 4-5 cái ớt xin nè. Mọi người thích ăn cay thì mình cho nhiều ớt ha. Đang lắp cái đùi ra để cuốn lá mơ nè. Có cái da của con gà nè. Dày kinh khủng luôn nè. Chúng là gà cổ đá thôi. Đang bắt cái nồi lên để mình luộc cái phần mà thịt mà để cuốn lá mơ trước nha. Đây nè mọi người. Ồ, trong này rau để cuốn thịt bò cũng nhiều ghê luôn, lá lốt cũng tốt ghê luôn á. Giờ Hương hái lá mơ nha. Sau quá trình suy nghĩ đắn đo thì bây giờ quyết định là cuốn lá mơ mọi người. Lá mơ đợt này cũng tốt ghê luôn á. Nguyên cả một vàng luôn nè. Đây nè. Đó. Sẽ lựa những cái lá nào mà to bự mình hái ha. Nè bây giờ mình sẽ tao sơ cái phần gà này trước, xong rồi mình sẽ đổ nước vô mình nấu gà lá ý nha. Mình tao sơ như thế này cái thịt nó sẽ không bị vỡ ra. Tại vì gà cổ đá thì mọi người cũng không có phải lo là cái thịt nó vỡ, thịt nó sẽ rất là dai luôn. Nhưng mà mình cứ tao trước nó ngon hơn. Người đang ngâm mực này để chuẩn bị mình nướng nha. Tại vì đang bỏ vào trong ngăn đá nó bị đông rồi nè. Mình đã nướng nha. Nó bị rớt ra rồi. Sắp nguyên con luôn gì. Bây giờ Hương đâm cái này nha, để đâm mắm nêm nha. Mọi người cái hũ mắm nêm nè. Cái này là mắm cá tươi nha, thơm lắm luôn á. Bây giờ Hương sẽ đổ vô đây, Hương trộn lên ha. Có ít thôi ha. Nhiều quá. Ủa. Để dành ăn. Xôi rồi nè mọi người. Xôi rồi một rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ măng rồi vô nha. Măng vô nha. Tại vì măng là mình phải bỏ vô sớm. Mọi người biết sao để nó đắng. Với lại phải ăn chín nó mới tốt. Không thích ăn chín á. Mình bỏ luôn cả cái phần thịt luộc vô luôn nha. Cho nó chín mềm luôn. Nói chung là cuốn lá mơ thì cũng không còn mềm lắm. Nhưng mà cái này chưa có chín hung. Bây giờ sẽ bỏ vô luôn. Còn nhìn cái nồi thơm ghê luôn á. Có tí sẻ nữa nó còn thơm nữa. Cái da nó cực dày luôn này. Nhìn giống như là da trâu ấy. Đặt cái xíu nước vô. Rồi thơm bốc mùi luôn á. Ghiền cái món này luôn, lắm luôn. Này mấy bữa mua nhiêu ký gì? Đây hả? Ừ. Mua 20.000 ký. Dạ không? Chợ trơn á, những cái con nhỏ nhỏ. Đây xôi rồi mọi người, bây giờ sẽ vớt cái phần gà, cái phần mà mình cuốn lá mơ ra nha, cho để nó mềm mà không có ngon. Đây mọi người, cái phần thịt mới nãy mình để dành để mình cuốn lá mơ á, bây giờ mình xắt ra nha. Khá là nhiều quá. Con nhìn cái thịt đỏ e luôn á.
thường cái nghề của đá cái thịt này, cái phần này nó dai lắm mọi người. Cuốn lên mơ chấm với mắm lên ăn này. Của con nói nha. Chỉ mâm nêm xong rồi này, nhìn ngon bá chí luôn. Đây là mọi người, xong rồi này, nóng hổi luôn này, khá là ngon luôn á, thơm phức luôn. Ừ, con đi làm. Dài quá, nhưng mà dài kén xíu. Kén xíu. Nó dài lắm mọi người, khá là dài luôn á. Nói vậy ra cái gà này là phải hầm tiêm chút nữa. Không rồi, nó hơi dai dai. Dai dai. Cứ ăn chọc chọc. Nhẹ nè. Rồi. Vô nè. 1, 2, 3. Vô. Này chắc là nước lên ngon lắm. Nước non hồng. Làm lên, lấy nước đó. Nên nước nên mưa này. Thông thường lá cua là chỉ có ở rừng mới có thôi. Ừ. Dừa ăn. Cái này dừa ăn mà. Tại vì gà cuốn la mơ là mình không có thể nào mà mình luộc nó mềm đâu. Tại nếu mà mềm quá hả? Mềm quá hết luôn. Ăn không có ngon. Chấm nhà ăn. Có ngoài trời cho nên nó hơi có lùi thôi mọi người, tại do đồ ăn thịt đó nè. Này cái tô con ăn rồi nè, khá ngon luôn á. Ăn hết tô luôn. Cái nước vừa ăn luôn mọi người, khá là ngon luôn. Đặc biệt là hương mơ nhất là cái món mà gà đây nè, cuốn lá mơ nè. Đi ngủ đi.
đi mơ coi đi coi tivi à. Cuốn này nè, chấm nè. Chấm cho mắm nêm á. Ngon lắm lắm. Có cái lá cua nè. Ăn đúng không? Đi xong ăn nữa con. Em đi làm biếng thôi mà em. Không. Thấy không? Đợi xíu ba lấy. Uống nước cola nữa đâu. À rồi uống nước cola hả? Dặn nó xuống. Thịt nè. Thịt. Không. Ngon nè, ăn thịt. Ông bảy. Như ăn thịt. Ông bảy. Đi ăn bún hả? À? Đi em ăn đi. Đi đồ uống nước coca. Nói chung là rất là ngon luôn mọi người. Thấy là ngon luôn á. Chắc là bây giờ Hương ngưng video tại đây để mình ăn thôi. Chứ chậm xíu chắc hết quá. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Bye bye. Cái da của con gà này nó giòn cực kỳ luôn á. Lắm lắm lên. Ừ. Một miếng lá đinh lăng nữa. Giòn bá cháy luôn. Nha mà sực sực cảm giác giống như là nha sụn á. Giòn sực sực. Ngon á. Ê hoài ngồi á.